Alo. Alo, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh ZUAV, một cái kênh dành cho những bạn đang đã và sẽ có ý định theo lập trình mobile. Và kênh mình sẽ hướng dẫn các bạn. Kênh mình chủ yếu làm những cái video hướng dẫn các bạn tạo ra những cái app mượt, đẹp và đơn giản nhất, làm thế nào cho những các bạn mà mới học Android thôi cũng có thể làm được. Đó, ok. Thì ở những cái video trước mình cũng dẫn các bạn là làm con app, làm cái màn hình chơi nhạc đúng không? Thì nó sẽ được như thế này. Đấy. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn là làm ra được một cái app cũng gần giống thế rồi. Thì ở video này mình sẽ cho các bạn là add cái hiệu ứng âm thanh vào này. Đấy, làm nào để cho nó vừa chạy, lúc nó chạy thì add cái hiệu ứng âm thanh vào. Ok chưa? Đấy, thì cái việc add hiệu ứng âm thanh này nhá, mình sẽ sử dụng một thư viện ngoài. Đó chính là cái thằng đây, chính là thằng này, audio visualer đấy. Mình sẽ paste cái thư viện ngoài này ở đây cho các bạn lấy, các bạn sử dụng. Ok chứ? Sau khi các bạn vào trong này nhá, các bạn copy cái thư viện này cho mình, sau đó sang bên app của mình, sang bên app của các bạn ấy, các bạn vào trong cái build. Alo. Đấy, các bạn paste vào đây và nhấn CD nào để cho nó tải cái thư viện xuống nhanh không? Đấy, mấy giây sau. Đấy, sau khi đấy nhá. Tiếp đến này. Mình sẽ hôm nay là mình sẽ copy cái file này và mình sẽ giải thích các bạn dần dần. Ok chứ? Sang bên thằng này, ở trong cái ảnh ấy mình muốn nó bo xung quanh ảnh ấy nên mình sẽ paste vào đây. Mình sẽ để cái đoạn code mình paste này sang cái file txt support 2 nhá. Đấy, ngậm paste đây thì mình sẽ giải thích một chút. Mình sẽ giải thích một chút này. Đấy. Thứ nhất là cái thằng width và cái thằng height nó là 600 dp, bởi vì là nếu các bạn để cái kích thước của nó có nghĩa là nó full sang bên hai bên ấy, full sang hai bên ấy, thì là nó sẽ đại khái cái hình này sẽ gấp đôi cái ảnh hình tròn của các bạn ấy, thì cái hiệu ứng nhạc nó sẽ bo xung quanh cho các bạn, đúng chưa? Đấy, tiếp đến nữa là khi cái hiệu ứng nhạc ấy nó có cái màu, các nhìn cái màu này đấy, nó có cái màu thì nó chính là thằng này. Alo, tiếp đến nữa đây là cả. Alo, sorry các bạn nhé, nó hai cái âm thanh nó bị đánh nhau ấy. Mình cũng không biết là cái giải xử lý kiểu gì. Alo, alo, hai cái âm thanh nó bị đánh nhau nên mình chưa biết cách xử lý kiểu gì cả. Đấy. Tiếp theo nữa là cái thằng này là cái như kiểu độ sôi động. Tiếp theo nữa là cái slip, là tốc độ của cái hiệu ứng. Gravity các bạn để tốt. Còn cái Avatar thì các bạn để là outline cho mình. Đấy. Thì nó sẽ được cái hiệu ứng như ở trong hình. Còn về tìm hiểu của nó thì các bạn copy thằng này, các bạn lên Google, các bạn có paste ở cho mình đấy, các bạn kích vào ngay thằng đầu tiên này đấy, đây chính là cái thư viện đấy. Đấy, nó có rất nhiều kiểu nhá, và cái kiểu mình đang dùng ấy nó là kiểu này. Đấy, nó có rất nhiều kiểu,
Đó, ok chưa? Thì ở trên này nó sẽ có khá những cái hướng dẫn, những cái tại sao, những cái thuộc tính này, như có color thai nghĩa là gì đấy, các bạn chỉ cần đọc đốc trên này là các bạn hiểu đấy, đơn giản lắm. Rồi tiếp đến nhá, tiếp đến nó hơi nhì nhằng một tẹo đó, cứ làm tí ấy, mình sẽ tại sao mình sẽ chỉ các bạn có một vài chỗ phải sửa. Tiếp đến nữa là các bạn tạo ra cho mình, đại khái là tạo ra và ánh xạ nó đây, chính là thằng này. Mình cũng sẽ để code ở trong phần copy để cho các bạn đỡ mất công phải gõ, ok chưa? Nó là cái thằng này đó. Mình sẽ tạo ra trên này nó cũng như kiểu là một cái thằng text view hay là cái thằng image view thôi, bạn cũng cần phải khai báo và ánh xạ nó. Mình sẽ đặt cái tên cho nó giống này, đây đấy, và tiến hành ánh xạ. Nhưng mà cái ID ở trên kia ấy mình đặt cái blue đấy. Rồi sau khi ánh xạ xong thì mình phải set cho nó cái sự kiện làm thế nào để mà khi nhà có chơi thì cái hiệu ứng có nhảy, đúng không? Đấy, nó chính là các bạn vào trong cái thằng bắt đầu chạy nhạc cho mình, ok chưa? Bắt đầu chạy nhạc này đấy, nó sẽ có một cái thằng, nó thằng set audio session ID, có nghĩa nó sẽ lấy cái ID của cái bản nhạc bạn đang nghe và sẽ lắng nghe xem là nó đang chạy như thế nào, chạy âm thanh bao nhiêu thì để nó tạo cái hiệu ứng trùng với khớp với cái âm thanh đấy. Được chưa? Đây nhá, đoạn này mình sẽ để copy nhá. Cho các bạn rõ thôi, sang bên này mình gõ đi. Đấy, để này nhìn cho rõ này. Đấy, khi mà ở đoạn này này. Khi đoạn này thì ở đây mình sẽ gọi cái thằng hiệu ứng ra này, mình set cho nó set cái audio session ID, chính là cái player chấm get audio session ID đó. Đấy là cái thứ nhất nhá, thì để nó lắng nghe. Hết rồi đó, đơn giản thôi, chỉ thế thôi. Đấy, các bạn nhớ có 3 bước này: khai báo này, ánh xạ nó và set cho nó cái ID đó. Thế là xong rồi, bây giờ chạy lên nhá, xem được thế nào nhá. Rồi đây, các bạn nhìn này. Rồi bấm chạy này. Đó, các bạn thấy không? Dừng. Đấy, nó cũng dừng. Nhưng vấn đề bây giờ là nó hiện tại nó chưa bo cái hình này của mình, đúng chưa? Nó hiện chưa bo. Bây giờ mình phải làm nào để cho nó bo. Ok. Xử lý một chút thôi. Đơn giản này nhá. Thằng này nó đang ở trong một cái line layout có độ dài là map parent, nên là khi các bạn set cho thằng này 600 ấy, nó sẽ không full thành 600 cho các bạn được, các hiểu không? Đấy, nên là dẫn đến cái việc là ở đây cái các bạn set cho mình một cái margin nó là âm 200 pp. Có margin âm 200 dB thế này á? Không. À, xóa cái margin top đi. Ủa? Âm 200 dB rồi mà sao lại thế này nhỉ? Để mình xem nào. Mình nhớ bên này mình có set như thế. Margin net
âm 200 dB, margin right âm 200 dB. Margin tốt 50 dB. Rồi, run lại thử xem được cái gì à. Ồ, nó vẫn nhỏ thế nhỉ. À hay, thằng này mình để là 400. Thế thì mình sẽ để nó là xem bao nhiêu. À, 600 mà 600 thì mình cũng để là 600 đi. Ui, 600 dB to này cơ. Cứ bấm run lên xem nào nhá. Sau mình chỉnh tiếp. Ui. Nó có vẻ cái hình này nó phải lên trên này một tí nữa mới đẹp nhỉ. Nếu thế thì margin top mình sẽ để không này. Xem mà. Đấy, chạy à, đấy là như này đấy, được chưa, đẹp luôn. Cái gì á, đó, ok chưa. Đấy, đấy chính là cái cách mà mình xét hiệu ứng như nó đơn giản không, cực đơn giản, ai cũng làm được. Đến chưa? À, rồi sau khi đấy xong nhá, thì video của mình lần này xin được dừng lại đây. Ở video tiếp theo thì mình hướng dẫn các bạn là làm nào để chơi được một nít nha. Kiểu hai cái nút này bấm để chuyển bài này. Đấy, ok chưa? Nếu như các bạn thấy video này hay ấy, thì các bạn có thể để lại cho mình một cái subscribe hoặc là like. Liệu hoặc trong quá trình làm mà các bạn có vướng mắc thì các bạn hãy input trực tiếp cho fanpage hoặc comment bên dưới, nếu thì mình sẽ hỗ trợ qua các bạn qua team view. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.